Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Gian Escape SL2. Vâng, đây là một mẫu xe rất lâu rồi về tại cửa hàng em. Và rất nhiều bác đã gọi điện và hỏi em về những chiếc xe size thấp, size từ 1m55 đến 1m65. Vâng, chiếc xe này có size XS đâu nhé, của các bác từ 1m65 đến 1m55. Vâng, đây là một chiếc xe size thấp Gian Escape SL2. Em đánh giá chiếc xe này rất là mới. Làm xe đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây chiếc xe Gian Escape SL2, một dòng touring cao cấp của dòng xe Gian mà giá cực tốt các bác nhé, chỉ tầm 7 triệu các bác có thể sở hữu chiếc xe rồi, được trang bị nguyên một bộ thay đĩa dầu thì được đây và nguyên bộ group của Shimano, tiền Shimano nước và nước sơn màu trắng các bác nhé, những đường chỉ sơn màu xanh rất nổi trên khung xe. Có một vài vết xước nhỏ li ti không đáng kể, như này thì các bác nhé, không ảnh hưởng gì cái đường xe. Còn bên dưới đây là miếng ni lông thôi, có thể bóc đi miếng ni lông để chạm vào khung bẩn. Bộ khung siêu nhẹ của Alu-X SL. Vâng, Alu-X thì là một công nghệ làm nhôm độc quyền của Gian này, họ cho bộ khung của Gian này rất là nhẹ và bền. Và SL là cao cấp hơn Alu-X thông thường. Em cũng giới thiệu qua nhiều về bộ khung này rồi. Cộng yên và yên thì nguyên zin của Gian, yên rất là mới các bác nhé. Em đánh giá những chiếc xe ở trên 90%. Xe màu trắng rất là đẹp, khá là mới, giá rất là tốt. Cũng nhôm, càng nhôm siêu nhẹ, cả đều là bia. Đây là dây âm sườn. Xe cao cấp của Gian thì họ thường đi dây âm sườn, xe này cũng được đi luôn. Kia là cổ phốt nguyên bản của Gian, nguyên zin theo xe. Trước khung xe thì đầu xe có logo của Gian này. Tay nắm nguyên zin của Gian, có thể thấy đây chữ Gian. Tay nắm cao su. Vâng, và xe được sử dụng bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano. Bên này bên bấm lip 8 tầng, bấm đĩa 3 tầng cho xe 24 tốc độ, bộ phanh dầu kỷ lục Techo. Và một chiếc xe touring đường phố của Gian được trang bị phanh dầu kỷ lục các bác nhé, phanh đĩa dầu kỷ lục. Thông số lốp thì còn rất là ok các bác nhé, không có nứt. Lốp là 700x28C, đây một dòng lốp cơ bản của dòng touring. Quả to hơn dòng đua một chút, nhưng mà vẫn giữ được cỡ là 700 thôi nhé. Mayer và vành nguyên zin của Gian SR2. Đây các bạn có thể thấy Gian SR2. Trên khung xe đây
có ghi là size XS và chữ gian 2 đây, gian XL2 ở trên đó chiều cao xe đứng. Vâng, và xe có chiều cao xe đứng là 43 44. Vâng, em giới thiệu đầu video chiếc xe size XS của các bác từ 1m55 đến 1m65. Thì vừa chiếc xe này, xe size thấp dành cho các bác chiều cao trung bình. Vâng, bây giờ xe rơi đi vào đánh giá hoạt động lên lip. Vâng, chuyển động rất tốt các bác nhé. Bộ lip của Shimano nó rất là mới. Bên tay phải là bên đĩa, túi đĩa 3 tầng. Túi đĩa, lên đĩa, đạp đĩa của Toley các bác nhé. Shimano Toley TX. Vâng, rất là bo. Nguyên bộ của rốt của Shimano từ lip đến đây là bộ phanh đầu sau, các bác thấy bánh quay rất là bo. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe Gian XL2. Chiếc xe có size XS các bác nhá, của các bác từ 1m65 đến 1m65 được sử dụng nguyên bộ group của Shimano và được trang bị bộ phanh dầu thủy lực cao cấp. Xe có giá rất tốt tại cửa em là 7,2 triệu, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bạn tâm nhắn tin Zalo 0975709093 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa anh em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.